xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và ngày hôm nay Minh Xu rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Chúc mọi người sẽ có được một đại tiệc ngày hôm nay thật là hấp dẫn nha. Nói về đại tiệc thì ngày hôm nay Minh Xu đã chuẩn bị cho tất cả mọi người một bữa tiệc. Wow, cái gì vậy? Tiệc à? Mọi người thân mến, chắc nhà em ha, có con chuột nhẹ nó chạy ngang qua thôi và nó kêu lách cách. Dạ không sao, mình tiếp tục vào. Bữa đại tiệc ngày hôm nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều những món ăn ngon. Đâu có cái gì đâu ta. Dạ mọi người thân mến, tí xíu âm thanh ngoài lề. Dạ, đại tiệc ngày hôm nay ngon lắm, mà khách mời ngày hôm nay đến với chương trình cũng hấp dẫn nữa. Dạ là... Dạ, anh đầu bếp ơi, trong kia đừng ho quá nha. Dạ, khách mời ngày hôm nay tướng mì nhon kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp. Trời đất ơi, cái gì vậy Tuyên? Hả? Làm cái gì mà hít hà rồi trong bếp vậy? Trời ơi, công nhận bếp của Xù ớt cay dễ sợ. Nãy giờ ngồi trong đó ăn cái này đó hả? Không có, tôi ăn là tôi ăn với rau câu bánh flan. Nhưng mà có cái là thấy nó lạc quá nên tôi ăn thêm với trái ớt. Có chứ ai bao giờ mà ăn bánh flan với ớt đâu. Thôi thôi thôi, đừng có ăn uống gì đó, để đây, để đây, để đây. Làm cái gì giờ, nãy giờ lâu quá nên tôi phải lục tủ lạnh tôi ăn đó. Thôi đi, biết làm sao, thôi xin lỗi. Chờ lâu quá đúng không, bây giờ giới thiệu luôn. Nói có sách mách có chứng, kính thưa tất cả quý vị, khách mời đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay là một người phụ nữ mi nhon nhất thế giới, Tuyên Mập. Dạ sao Tiền, cảm xúc khi đến với chương trình, háo hức muốn ăn phải không? Nhìn muốn ăn lắm á nha, muốn ăn lắm á nha. À, mình có thể nhìn cái chỗ khác được không, chứ đừng có nhìn Xù rồi nó muốn ăn nha Kỳ. Ý là Tuyền nói là nhìn vào chương trình thì Tuyền thấy là món gì cũng hấp dẫn và Tuyền rất là muốn ăn. À ha, nhưng ngày hôm nay Tuyền không ăn một mình. Wow. Ăn với Minh Xù chứ. Thôi. Ủa? Ăn mình nó vui hơn. Không có ai ăn mình mới vui, nhờ ăn một mình cho nên là cái tướng vậy nè. Minh tin tôi đi. Ừ. Người xưa có câu người ta nói vậy nè, đông vui mà hao. Hy vọng rằng là Tuyền Mập của chúng ta sẽ có một bữa đại tiệc như Minh Xù đã hứa ngay từ đầu cùng với chương trình. Rồi, ngay bây giờ Minh Xù và Tuyền Mập xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Xù và Tuyền Mập đã quay trở lại với mọi người rồi đây, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc tủ lạnh quyền lực. Cái gì vậy? Trời đất ơi, sao cuộc đời tôi trở nên u ám vậy trời? Minh à. Minh đây. Ra dắt Tuyền đi vô tủ lạnh đi Minh. Dắt thì phải cho tôi ra tới cuộc đời vậy chứ. Nhưng mà vấn đề là bạn đi ra đi, bạn đứng ở đâu mà bạn cứ nói hoài vậy? Máy đứng sau lưng hình bà nè. Trời đất ơi, giới thiệu tôi làm quyền lực xong cái lưng tràn nguyên cái màn hình luôn. Ai biết đâu nói quyền lực thì đưa ra tôi làm cái quyền lực. Thiệt luôn á, đúng là quyền lực mất tích tôi luôn. Đây, chiếc tủ lạnh quyền lực ở bên cánh phải của chúng ta. Móc tay vô rồi chúng ta đi. Móc vô, 1, 2, 3 đi. Hey. Thật sự mà nói đây chính là chiếc tủ lạnh quyền lực của chiếc... Tiền ơi. À, giới thiệu chiếc tủ lạnh quyền lực, nó không có khả năng là từng người nha Tuyền nha. Ngày hôm nay trong chiếc tủ lạnh này sẽ có rất là nhiều những cái loại thực phẩm mà Tuyền thích. Wow. Hoặc là Tuyền không thích. Bây giờ mình mở ra nha Tuyền nha. Người ăn cánh, 1, 2, chuẩn bị chưa? Chơi không? Chết. 2, 3, vô. Vô. Nhẹ nhẹ thôi Tuyền ơi. Wow. Đây là món gì anh? Cái này á, người ta gọi là da cá sấu phải không? Không phải, đây là khổ quá. Biết rồi, nói đùa thôi. Tại vì không thích chứ gì. Nói chung là không phải là không thích. Cái này là những lúc mà mình bị nội sải, con mình nội sải mình tắm rất là tốt. Ừ. Nhưng mà còn ăn thì không có dám bởi vì nó quá đắng. Còn món nào thì không thích nữa không? Dịt. Thịt dịt. Đúng rồi. Vì sao không thích thịt dịt? Đây. Không thích nó bởi vì mình không biết ăn nó. Dịt thì Tuyền có thể ăn từ trong trứng, ví dụ như là trứng vịt lạc hoặc là vịt lộn. Ừ. Vịt lộn Tuyền không ăn con, Tuyền ăn cái phần vàng như là phần mềm thôi. Ừ. Thôi bỏ cái vịt qua bên đi, bây giờ cái đó là cái không thích của Tuyền đúng không? Bây giờ tới cái thích nè. Trong đây có rất là nhiều món, có món cà viên chiên nữa, đóng cái tủ lạnh lại không được mở tủ lạnh quá lâu. Rồi.
Món này sao nó teo dữ vậy ta? Tại vì á, cái viên chiên khi mà mình mới vừa chiên ra thì nó sẽ có độ phồng, bởi vì cái không khí ở trong nó nở ra. Đúng. Khi mà mình để nó lạnh nó sẽ co lại. Lúc trước khi mà còn ở với cái độ tuổi teen á, Tuyền rất là thích, nhưng sau này Tuyền hết thích rồi. Sao vậy? Bởi vì ngán. À dạ. Sao tại vì trong một lần đi làm nghề đó, là mình đi quay đó, nhưng mà ở ngay hiện trường quay thì không có gì ăn để ăn vặt hết, thì Tuyền mới kêu ông xã là lúc đó mới quý yêu à, chưa yêu thiệt vui biết bao đó, nhiêu đó vui vui. Cái anh ra anh mua 50.000 cái viên chiên. 50 là khoảng 10 xiên á. Không, nói chung nhiều lắm. Ừ, ăn xong đợt đó ngán lên tới đây luôn. Bây giờ tới bây giờ nhìn cái viên chiên còn sợ, nó giờ muốn khóc. Vậy thôi cất vô đi, chứ mà để ngoài này quá bà khóc đó. Ngày hôm nay có rất là nhiều người bạn mê Tuyền à, thích Tuyền, fan hâm mộ của Tuyền. Wow. Tới đây nấu Tuyền ăn, Tuyền thấy sao ná? Tuyền cảm giác rất là hạnh phúc đó. Và thật sự bây giờ thì rất là nôn nao để được gặp các bạn fan đó. Bởi vì sao? Có thương, có yêu, có ngưỡng mộ, ái mộ. Và nó là có người đó trong tâm thì mình mới có thể đặt cái tâm mình vào cái món ăn được đó. Đúng không? Quá là tuyệt vời. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là gặp gỡ thần tượng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và ngay bây giờ sẽ là một không gian cho Tuyền mà gặp gỡ với người hâm mộ của mình. Nhưng trước khi gặp, hỏi nhỏ một câu. Thường đó, Tuyền gặp fan hâm mộ, Tuyền sẽ làm gì? Tuyền sẽ làm theo yêu cầu của họ, ví dụ như là chụp hình hoặc là trả lời những cái câu hỏi của bạn đó. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn hai bạn người chơi rất là dễ thương ngày hôm nay, đó chính là Đinh Khải và Hoàng Nguyên. Đã chào ta cái đó. Chào hai bạn. Ồ, rất vui được gặp bạn. Thì đâu mà đây gái. Từng bạn mà. Đã chơi từng. Em đừng làm như vậy. Tù đi qua bên đó ngồi. Trời, đi đừng có để người ta đối xử. Ừ, đừng đối xử như lạnh. Cái gì vậy? Mời cái em. Chỗ này là chỗ của tôi, hai bạn có bên kia. Ủa, đi qua làm kia đi. Thôi, làm không cho. Sầu quên đuổi đi bây giờ. Khoan, trước khi hai bạn đi á, Sầu coi giùm tôi đi. Thấy chưa? Người ta nè. Khoan. Chàng trai áo xanh vô giữa. Đó. Đứng như cái cầu thang vậy đó. Kính thưa tất cả quý vị, đây chính là trước khi giảm cân, chung khi giảm cân và sau khi giảm cân. Giảm cân thành công. Rồi, xin mời hai bạn về riêng của mình nha. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tuyền có muốn hỏi gì các bạn không? Giới thiệu một tí xíu ha. Tuyền bất ngờ là đây vẫn có hai người con trai rất là điển trai nè, trẻ trung, hâm mộ Tuyền. Và Tuyền có một điều thắc mắc là hai bạn thích Tuyền ở điểm gì? Em trước đi. Em chào chị Tuyền và em chào MC Minh Sù. Em là tên Khải. Em hâm mộ chị Tuyền bởi vì cách diễn hài của chị em rất là thích. Hiện tại bạn vẫn còn đang đi học đúng không? Dạ. Rồi, còn bạn bên cạnh. Xin chào chị Tuyền và MC anh Minh. Chào chào mọi người. Em hâm mộ chị Tuyền vì chị Tuyền có thân hình rất là dễ thương, mũm mĩm. Giống em. Giống em. Em có tập gym không? Dạ, hồi đó em có tập nhưng mà em bỏ một thời gian rồi chị. Em bỏ rồi mà em vẫn còn đẹp như vậy đó hả? Dạ. Bạn đang công tác như thế nào? Dạ, hiện tại em làm kinh doanh tự do. À, bạn bán cái gì? Dạ, bán gì đồ xe máy. Chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo đi. Trò chuyện như vậy cũng không có ra được vấn đề đâu. Bây giờ các bạn này muốn tìm hiểu gì về chị Tuyền ngày hôm nay ở đây thì các bạn có thể đặt câu hỏi, mà đặc biệt hơn hết là Tuyền chỉ có quyền trả lời thôi, mà trả lời phải thật là nhanh, bởi vì chúng ta chỉ có 60 giây cho phần hỏi đáp này thôi. 60 giây cho phần hỏi đáp nhanh bắt đầu. Chị Tuyền cho em hỏi bí quyết giảm cân của chị là gì chị Tuyền? Bí quyết giảm cân của chị là ăn thật đầy đủ dinh dưỡng và không thiếu bất kỳ chất nào. Trước khi ngủ chị Tuyền có ăn không? Có chứ, ăn để dưỡng bụng mình ngủ mới ngon. Dù món Âu và món Việt là chị thích khẩu vị như thế nào? Có ngày Việt có ngày Âu, ngày nào ngán Việt thì mình ăn Âu, ngày nào mình ngán Âu mình ăn Việt. Trả lời về vốn luôn á. Tướng ngũ bá đạo nhất của chị là gì chị Tuyền? À, tướng của chiến binh đó em, tướng như bắn cung vậy đó. Trời đất ơi, dễ thương. Chị thích ăn món gì nhất ta chưa? Các món thuộc về chiên. Hết giờ, chúng ta đã hết thời gian cho phần hỏi đáp nhanh. Và các bạn cũng đã hỏi được một vài sự thắc mắc của bản thân mình về cái khẩu vị của Tuyền mập rồi. Sao nãy không chịu hỏi nhiều hơn, chị Tuyền thích ăn cay không? Chị Tuyền thích ăn mặn không? Ăn chua không? Để mình nấu cái món cho nó hợp lý, đúng không? Rồi, mất cơ hội. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nữa thì giúp cho Tuyền Mập và hai người hâm mộ của mình sẽ gần với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Và chúng tôi sẽ xác định cái độ hiểu này bằng một trò chơi. Trò chơi này sẽ có những người chiến thắng và người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng vô cùng quan trọng cho cái phần thi đấu nấu ăn của mình ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Và bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi mang tên Đoán Tên Thức Phẩm. Thức
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đây chính là trò chơi rất là dễ thương dành cho người hâm mộ và nghệ sĩ thần tượng. Nói như vậy thôi chứ phải thật là gần gũi, phải thật là gắn kết. Tuyền ơi, nhiệm vụ của Tuyền trong trò chơi này như sau. Tuyền sẽ phải nhìn vào màn hình ở đằng sau lưng hai bạn người chơi. Thấy loại thực phẩm nào, Tuyền sẽ phải dùng lời nói, từ ngữ để diễn tả cái món thực phẩm đó cho hai bạn ở đây đoán được. Lưu ý, không sử dụng từ đồng nghĩa, diễn tả bằng miệng nhưng cái từ đó không được trùng với từ khóa của chúng tôi đưa ra. Và không dùng tiếng Anh luôn. Còn các bạn thì sao? Các bạn chỉ có 90 giây để trả lời thật là nhanh mà thôi. Miễn đúng thì chúng tôi ghi nhận. Lưu ý, trong trò chơi này rất là quan trọng đối với người chiến thắng. Bởi vì hai gian bếp của các bạn thi đấu ở phần sau của chương trình sẽ bị thiếu đi một nguyên vật liệu quan trọng. Nếu như các bạn chiến thắng, các bạn sẽ nhận được nguyên vật liệu đó với sự trợ giúp của Tuyền Mộc ngày hôm nay. Và bây giờ 90 giây dành cho trò chơi đoán tên thực phẩm bắt đầu. Qua đi. Qua hả? Qua. Bùm. Lựu đạn. Trái bơm. Ăn được. Trái hai bơm. Chữ. Trái táo. Chưa chính xác. Bùm. Trái lựu. Chính xác. Hai từ. Một cái loại trái bự mà hai người ta hay chưng trong Halloween á. Bí đỏ. Chính xác. Đúng rồi. Nếu mà ai là dân miền Tây thì nó hay xuất hiện. Dân miền Tây nó mọc giống như lục bình vậy đó. Người ta hay đào cái phần ở dưới nó màu đen, tách ở trong ra ăn nó màu trắng, rất. Củ ổng. Chính xác. Một cái dạng củ ở dưới đất bự có thể nấu canh được, nó có màu tím. Khoai mỡ. Chính xác. Đúng rồi. Cũng đúng rồi. Cái gì mà đen thui như than, đem phơi nắng thì nó nấu nước lèo, người ta hay bỏ giống như dạng như tôm mà người ta phơi á. Nhưng mà cái này nó không phải là con tôm, mà cái con này nó có nhiều rau lắm. Một nắng á. Một. Đúng chính rồi. Xác. Một cái dạng nấu với đường giống như là táo sọn, giống như là đậu ván, nhưng mà ăn với nước cốt dừa. Ví dụ như mình đang sợ quá mình lắp ba lắp. Bắp, chè bắp. Chính xác. Không. Chè bắp. Bắp. Đúng rồi, nghe không rõ. Cái con gì mà ở bơi ở dưới nước mà hay rỉa cộng lông mình là con cá gì? Phạm Nguyên, có chừng cá. Chị gì là Phạm Nguyên. Hết thời gian. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã trải qua cái trò chơi này cũng khá là thú vị. Nhưng mà chàng trai ơi, em đeo mắt kiến đó. Nói chung là mình có thêm những cái sự hỗ trợ rồi. Nhìn chị Tuyền thiệt là kỹ rồi, nhưng mà đoán được ít từ khóa quá. Kết quả của chúng ta đó chính là Hoàng Nguyên đã đoán được 4 từ khóa hơn bạn 2 từ khóa, cho nên là chúc mừng cho Hoàng Nguyên. Vậy là Hoàng Nguyên đã chiến thắng trong trò chơi này. Và chắc chắn rồi, bạn sẽ nhận được một món quà rất là đặc biệt. Đó chính là một nguyên vật liệu còn thiếu của mình, đến từ sự trợ giúp của chị Tuyền Mập. Ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai gian bếp của hai bạn người chơi, với vòng thi đấu mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Bởi vì mình là fan hâm mộ của chị Tuyền rất là lâu, qua những vai diễn hài của chị và một số điểm tương đồng với mình. Tại vì đó mình cũng mập, xong rồi bây giờ mình giảm cân được. Giờ mình muốn tưởng tượng của mình có thể giống mình. Mình thích chị Tuyền là nhìn chị Tuyền có một thân hình rất là mỏng mẻm. Và qua những cái phim, bên những phim chị đóng như là Hương Ga hay là Những Tháng Năm Được Cỡ, cảm thấy là chị rất là vui vẻ khi hòa đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúng tôi đang đến với cuộc chiến thật là khốc liệt, thật là mạnh mẽ. Nào hai chiến binh, mạnh mẽ lên. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời, nó đang ngọt ngào quá mà mấy đứa. Thôi, bỏ xuống. Bình tĩnh. Tuyền ơi, chưa gì mà các bạn hai bên đã sẵn sàng lắm rồi. Đúng rồi, mày giao cho bé để cắt thực phẩm cho ngọt chứ. Mình tràn qua mình hỏi xem hôm nay nấu món gì. Em. Dạ, chào chị. Chị thấy hiện tại thì có rất là nhiều nguyên liệu màu xanh và màu trắng. Dạ, em tính làm cho chị là món cá bóng kho tiêu ăn chung với cơm. Mà giờ hiện tại là em đang thiếu cá bóng. Chị wow. Thấy là cá bóng kho tiêu ăn với cơm. Nhưng mà hiện tại thì thiếu cá bóng thì chúng ta có thể làm được cơm chiên tỏi. Không sai rồi. Hồi nãy là bạn này bạn chiến thắng mà, cho nên là bạn có nguyên vật liệu cuối cùng đó chính là cá bóng. Em yên tâm. Chúc mừng em. Rồi, cảm ơn. Rồi qua bên đây mới nguy hiểm nè.
bên đây mới nguy hiểm, tại vì bên đây thua, bên đây không có nguyên vật liệu cuối cùng. Chị thấy là em có một ít rau để trang trí ha. Rồi ở đây chắc là rượu vang. Và đây là một số tôm rất là khá khá. Như đây thì chắc cũng để lấp đầy cái kẽ răng chị rồi. Trời ơi, một kẽ răng thôi hả? Không, một số kẽ răng rất là đáng kể. Món em muốn nấu là món gì? Dạ, hôm nay em sẽ gửi đến chị Tuyền và mọi người là món salad trái cây. Nhưng mà không lẽ mình làm khoan em, không lẽ mình làm salad bằng một ít rau càng cua em? Em thiếu cái gì? Bây giờ em thiếu trái gì? Dạ em cần là bơ, táo và xoài. Táo rồi, em rồi. Yên tâm. Cỡ gì vậy thì còn cái gì nữa được. Không? Em nói luôn nha, giấm hay gì nữa không? Để có được những món thực phẩm đó, tiền sẽ phải qua nhà hàng sớm. Và tiệm tạp hóa này có một nhân vật khét tiếng. Đó chính là anh ba mưa nắng. Tôi biết anh này. Biết làm sao nè? Ba trợn. Trời đất ơi, qua bên đó nói ba trợn cái là tràn về bằng tay không luôn đó. Rồi bây giờ mình vẫn sử dụng cái dũng khí này, bước qua bên kia, nhưng mà phải dịu dàng nữ tính nha. Ổng mà không đưa đồ cho tôi đổi ông tên thành ba sao luôn. Trời dạ, rồi xin mời tiền. Anh ba ơi. Ui da. Hả mày? Ôi trời ơi, ai vậy? Ha? Hey, hey yo, số mấy rồi? Phú là rồi số một. Hai, arigato. Arigato. À, anh ba ơi, em là người Việt Nam, không phải người Nhật. Ồ, người Việt Nam hả? Dạ, em nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt không? Anh ba ơi, anh ba biết hút thuốc luôn hả? Trên thế giới của chúng ta hiện nay cứ mỗi 5 giây là có mỗi một người chết. Và mỗi 5 giây là có một người chết vì thuốc lá. Anh đừng nên chết vì thiếu hiểu biết nha anh ba. Thuốc lá nào? Hả? Thuốc lá nào? Hả? Trời ơi, anh ăn luôn được thuốc lá luôn hả? Trời ơi, trời, bánh kẹp. Có biết tôi là ai không? Dạ em biết chứ. Anh là anh ba mưa nắng. Mưa nắng là nói về tính cách của anh. Lúc nắng, lúc mưa, nói chung là không được bình thường. Ok. Bình thường như là trời lúc mưa, lúc nắng. Bất chợt. Đi một vòng cho anh xem coi. Dạ. Hãy đứng vững. Đi nhẹ thôi nha. Rồi, đứng yên. Trời ơi, nó nghe nè. Dạ. Đi trở lại. Để lại coi. Rồi. Rồi. Nói chung là tôi biết là cô qua đây để mà cô giúp cho hai người bạn của mình vượt qua những thử thách của chương trình. Do anh Minh Xù anh ra đúng không? Dạ đúng rồi anh. Mà vậy thì cô biết cô phải làm gì rồi đúng không? Dạ hôn anh ba một cái. Cô phải vượt qua một thử thách. Dạ. Đúng chưa? Và bây giờ ngày hôm nay cô muốn mang gì về cho những người bạn của mình? Em muốn mang cá bóng. Có bóng. Cá bóng chứ không cá bóng chứ không dạ. Bóng. À một số trái cây ví dụ như bơ, táo. Không. Và cô muốn mang cá bóng thì phải vượt qua một thử thách của tôi. Dạ. Còn muốn mang thêm một món thì cô phải vượt qua thêm một thử thách nữa. Nếu không được thì đi về. À dạ được chứ, đã đến đây rồi thì làm sao về tại không được. Thụng cái chân xuống. Đó. Từ từ, để em đứng đúng cái tướng mà cái nghề của em đã cho. Trời ơi, thấy ghê không? Dạ. Trời ơi, đứng được bao lâu? Chừng nào nó sụm là hết đứng được đó anh. Nè. Anh khéo khéo hơn tóc anh ơi. Không sao đâu, vô làm lại. Không có được ăn vàng chứ. Thấy gì không? Đứng yên đi. Thấy gì không? Từ từ đã đi. Mấy ngón? Mấy ngón? Mấy ngón? Hai ngón rồi. Hai ngón. Rồi đứng yên. Nha. Đây là các món gia vị nha. Nhiệm vụ của cô là cô hít. Hả? Cô hửi bốn món này và cô phải kêu đúng tên. Đây là gia vị gì? Hửi. Món gì? Hửi vô. À, bột nghệ. Trời ơi, bột nghệ đâu, bột nghệ hả? Cái này bột nghệ hả? Lâu đâu, hửi lại. Hửi đi, anh hửi cho đi. Em thậm chí có thể ăn được ớt, luôn. Ớt đúng không? Ớt. Hay quá. Nghe mùi nồng quá. Đây là món gì? Món gì? Hành. Hành mà là hành gì? Hành. Một là hành lá, hai hành tím. Hành củ. Đúng rồi. Ta gọi là củ hành á, anh hành em quá. Hay quá. Còn cái này là cái gì đây? Từ từ nghe, thường cái món cuối hay bị tròn lắm nè. Hành lá. Đúng, chính xác. Như vậy, mở mắt ra đi. Chúc mừng em. Dạ. Em đã vượt qua thử thách đầu tiên. Đó chính là em đã đoán đúng chính xác bốn món thực phẩm ở đây. Đó chính là hành, tỏi, ớt và củ hành. Dạ. Bây giờ cá anh. Bóng là của em. Dạ, cá bóng của em. Rồi, chúc em thượng lộ bình an nghe. Rồi. Anh ơi, còn trái cây nữa. Dạ. Vậy thì em phải vượt qua thử thách thứ hai. Dạ. Em hãy chọn một trong bốn chén này bạn hết với anh. Có khi nào xong một món là chỉ là người già đi mãi mãi. Em hãy xúc ăn một muỗng thôi cũng được. Chọn đi.
Ăn nha. Ăn. Đây thưa mọi người, đây là củ hành sống. Đợi tôi xíu để tôi vô đây tôi đứng, chứ mà không ói vô mặt tôi. Ăn đi. Ăn và tấm tắc khen ngon nha. Để cái chìa muỗng lên đây. Tấm tắc khen ngon đi về Minh Sù. Chúc mừng em. Em đã vượt qua hai thử thách và mang về hai món này về cho những người bạn của mình. Chúc mừng em. Trời ơi, đổ hết cả mồ hôi đây nè, thương quá trời thương. Không đơn giản là ăn hành đâu. Bị ảnh hành một hồi rồi tưởng là qua trao được nụ hôn rồi đem món ăn về thôi. Ai dè bắt ăn hành. Cho nên á, lần sau lỡ mà có vượt qua thử thách nào, bớt bớt cái mỹ nhân kế đi nha. Tại cái mỹ nhân kế đó mà hành hai lần đó mà hành ác độc không á. Biết vậy nãy thủ theo cục thịt bò xào sẵn. Ủa vậy luôn hả? Ăn miếng củ hành bóc miếng thịt bò ăn là đúng bài luôn. Nếu vậy thì đâu phải là thử thách nữa đâu. Thôi rồi, nói chung là cả hai gian bếp ngày hôm nay, cả hai bạn đang nở một nụ cười thật là tươi rồi đúng không? Cười lên mấy đứa. Đó, cười bởi vì nào? Sao? Vì có được cái nguyên vật liệu chính của mình trong món ăn rồi. Chúc cho các bạn sẽ thành công nha. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho hai bạn người chơi là những người hâm mộ Tuyền lắm, nấu cho Tuyền ăn bữa ăn. Thôi ráng chờ đợi. Thời gian bắt đầu. Nhưng mà giờ sao? 9, 8, 7, cố lên. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, xin mời các bạn đưa món ăn của mình lên trên chiếc bàn tiệc này. Xin mời Tuyền. Sao món nào nhìn cũng hấp dẫn hết nhở? Hay sao hả Tuyền? Lời đầu tiên thì Tuyền Mập xin gửi lời cảm ơn chương trình. Bởi vì có chương trình thì Tuyền Mập mới có dịp hội ngộ với hai bạn, nhận được cái tình cảm từ hai bạn mà phải nói là hai món ăn. Không lẽ giờ đứng đây khóc luôn á. Rồi thôi Tuyền khóc đi, Minh Sù ăn khóc cho. Khóc ba. Nói vậy thôi chứ. Thì nói quá bây giờ thử đi chứ, bây giờ người ta bên kia hồi hộp á kìa. Thường á người ta sẽ chọn những món nhẹ làm khai vị, thì chị sẽ dùng món của em để làm khai vị, đó là salad trái cây. Em ơi em thuyết trình đi chứ để không lẽ anh. Dạ món salad trái cây của em là có táo, xoài và bơ. Còn sốt là mayonnaise, tương ớt, tương cà. Còn cái phần rượu vang đâu? Nãy em quên. Uống rồi. Uống à. Cái vị mặn, ngọt, béo vừa phải, không tạo cho người ta cảm giác ngán. Em rất là tinh tế nhưng mà chọn cho một chút xíu béo béo đây. Món ngâu rất là vừa vị. Tráng miệng cái nè. Đó. Trong lúc tráng miệng là có một bài về quê hương đất nước liền. Nghe em hát câu dân. Nghĩ. Hả? Món ăn rất ngon, đừng phá không khí ở đây này. Em ơi em thuyết trình đi chắc hay hơn giọng hát rồi. Làm là lúc đầu là em sẽ phi tỏi sơ, xong rồi em làm nước màu rồi bỏ cá vào đảo sơ rồi em nêm gia vị đường, nước mắm, bột ngọt và cho tiêu chứ. Và nước màu em làm bằng đường. Tôi nghĩ là tôi ăn món này một tuần 7 ngày không ngán á. Nhưng mà qua tuần sau chắc ngán. Chúc mừng hai bạn, nhưng mà bây giờ mới làm khó Tuyền vậy nè. Tuyền phải đưa ra quyết định của mình lựa chọn một món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay. Rất là ngon. Nhưng mà bởi vì bây giờ mới khó chấm đây nè. Không lẽ giờ đem ra hai cái lá thăm, chị bóc thăm hên xui luôn á. Tại vì hai món ăn này đã thuyết phục chị. Bởi vì hai em xứng đáng là nhà vô địch của ngày hôm nay. Đối với người Việt Nam mình thì món cơm vẫn là món thân thiện nhất, gần gũi nhất. Bởi vậy Tuyền chọn món cơm cá bóng kho tiêu là món chiến thắng ngày hôm nay. Xin được chúc mừng bạn. Nào lên đây chúc mừng. Chia vui. Nha. Lên còn luôn chàng em. Trai còn lại thôi lên đây. Cũng ôm nhẹ chị Tuyền cái à. Đúng không? Như đã nói từ đầu chương trình, xin được trao cho Tuyền cái bằng khen là giải nhất với giải thưởng là 5 triệu đồng. Xin mời Tuyền trao cho người chiến thắng. Đó chính là bạn Hoàng Nguyên, chúc mừng. Đây, Hoàng Nguyên. Rồi đi đâu vậy? Đi qua đây rồi mới đưa lại. Dạ. Trời ơi, người ta mới như vậy chứ. Chúc mừng ạ. Cảm ơn em rất nhiều và thật sự là chiến thắng này
rất là xứng đáng với em cũng như là bạn, nhưng mà chỉ có một thôi tại chương trình chứ không phải tại chị. Rồi, không sao cả. Và một lần nữa xin được thay mặt chương trình cảm ơn Tuyền Mộc rất là nhiều ngày hôm nay đã làm khách mời của chương trình, gặp gỡ hai bạn hâm mộ mình và đặc biệt hơn hết là có những giây phút rất là thoải mái và dễ thương đến với chương trình. Chúc cho Tuyền Mộc sẽ luôn luôn tuyệt vời như thế. Còn quý vị khán giả thì sao? Chúng tôi vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ phát sóng quen thuộc, đó chính là 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Mi thực hiện đến đây xin khép lại. Minh Xu sẽ hẹn lại tất cả mọi người vào tuần sau nhé. Xin chào.